chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Hà Nội Phố. Quý vị có cảm giác gì khi mùa hè oi bức chúng ta đi làm về, bước vào nhà nhìn trên bàn ăn có một bát canh hến nấu chua? Chúng ta sẽ cảm nhận thấy ngay đó là cái vị chua thanh từ cà chua với lại me, vị ngọt từ nước hến cùng với mùi thơm lừng của hành phi với lại con hến béo ngậy. Món này rất dễ ăn, dễ làm, phù hợp với lại các lứa tuổi trong gia đình quý vị. Chắc chắn đây là một trong những gợi ý rất hay để quý vị làm món canh chua này cho cả gia đình vào bữa chiều hoặc là bữa trưa nhé. Mời quý vị và các bạn cùng Duy vào bếp. Duy vừa ra chợ mua hến về. Bây giờ chúng ta sẽ sơ chế, chúng ta rửa sạch hến trước khi chúng ta ngâm nhé. Đấy, chúng ta sẽ vớt những con hến nào mà nó nổi, là những con nó bị hỏng. Mua hến về chúng ta phải để ý nhé. Đây, những cái con mà nó há mồm như này nó chết này, tay chúng ta chạm mà nó vẫn há là chết. Còn khi mà chúng ta chạm vào mà nó ngậm vào luôn ấy, nó còn sống. Bây giờ Duy sẽ hòa trộn muối nhá. Chúng ta cho khoảng nửa muôi muối. Sau đó chúng ta sẽ cắt ớt vào để ngâm hến trong vòng 2 tiếng. Mục đích là để cho con hến nó nhả hết bùn, hết cát ra. Trước mặt quý vị và bạn, đây là những nguyên liệu chính. Đây là những con hến. Hến này Duy đã ngâm 2 tiếng nước muối với lại ớt rồi. Nó đã nhả bùn cũng như là những cái cặn bẩn rồi. Chúng ta có quả dứa này. Đây là nước cốt me Duy đã lọc, loại bỏ hạt và sơ đi rồi. Duy thực chất Duy không hài lòng lắm khi nấu cùng me. Duy muốn nấu cùng khế cơ. Nhưng mà khế vào cuối mùa thu mới có, nên là mình thay bằng me. Chúng ta có cà chua này, cây hành, rau răm, rau thì là. Đó là những nguyên liệu chính, còn những cái gia vị tí Duy sẽ giới thiệu sau. Chúng ta bắt đầu nhé. Chúng ta cho nước nhiều hay ít thì tùy vào khẩu phần ăn của quý vị. Nhưng quý vị phải lưu ý rằng khi chúng ta đổ hến vào ấy, thì nước nó phải sấp sấp mặt của con hến thì nó sẽ chín đều con hến nhé. Và Duy bật bếp, Duy chờ nước lăn tăn lên, Duy sẽ làm những công đoạn khác. Và quý vị đều biết rằng thịt hến không chỉ mang lại cái hương vị thơm ngon mà còn chứa rất là nhiều chất dinh dưỡng quan trọng đối với cơ thể con người, như là vitamin B12 này, sắt omega 3, lysine, chitopani, có tác dụng mát gan, thông khí, thanh nhiệt, giải độc, thích hợp với những người bị thiếu máu và những người bệnh tim mạch. Hến thì chúng ta có thể làm với lại nhiều các nguyên liệu khác nhau. Chúng ta có thể chế biến thành những món ăn ngon như cơm hến, hến xào, xúc xích bánh đa, bún hến và đặc biệt là món canh hến. Canh hến cũng có nhiều kiểu làm. Hôm nay Duy sẽ làm cái kiểu canh hến nấu chua. Quý vị nhìn thấy nước bắt đầu sủi tăm lên rồi. Duy sẽ cho khoảng nửa thìa muối bột canh vào. Duy đảo đều lên. Đây cũng là một cái tip nhỏ quý vị lưu ý nhé. Quý vị làm theo Duy, quý vị sẽ đãi hến sẽ rất là nhanh, không mất nhiều thời gian. Nước sủi tăm rồi, Duy sẽ cho hến vào. Quý vị lưu ý là chúng ta phải nhặt hến thật kỹ nhé. Những con nào mà nó chết, nó há mồm là chúng ta phải nhặt ra, không nó sẽ mùi và rất là tanh ấy. Khi chúng ta cho vào thì chúng ta đảo đều lên nhé, luôn tay nhé. Bởi lúc này là nước đã nóng rồi. Đảo luôn tay, con hến nó sẽ mở đều. Đấy, chúng ta thấy là hến mở rất là đều luôn. Chúng ta lưu ý chúng ta không luộc chín hến quá nhé. Thịt hến nó sẽ dai, cũng như là nó sẽ dính vào vỏ hến ấy. Chúng ta rất là khó đãi ra. Chúng ta canh há đều, chín vừa, vừa tới. Con hến nó sẽ mọng nước, cũng như là nó còn giữ nguyên được cái chất béo ngậy. Hến đã mở miệng đều quý vị nhé, chúng ta tắt bếp. Duy sẽ đổ nước hến ra nhé, quý vị nhé. Đấy, nó mở rất đều luôn quý vị ạ. Khi chúng ta đổ ra, chúng ta cho luôn vào nước lạnh và đãi luôn quý vị nhé. Chúng ta mỗi lần đãi thì chúng ta đãi ít con thôi. Con nào mà nó chưa ra hết thì chúng ta nhặt quý vị nhé. Bây giờ Duy sẽ sơ chế những nguyên liệu này quý vị nhé. Dứa Duy lấy 1/4 quả thôi. Cà chua chúng ta thái miếng cong cho ra đĩa. Phần thân trắng của hành nhá, Duy sẽ thái nhỏ ra tí, Duy sẽ phi cùng với lại con hến. Phần lá hành chúng ta thái khúc tầm 1 đến hơn 1 phân. Rau răm Duy thái ngắn hơn. Duy thái rau thì là. Bây giờ Duy ướp hến quý vị nhá. Duy sẽ cho 1 thìa nước mắm, 1 chút hạt tiêu cho thơm, 1 chút đường, 1 chút muối. Duy trộn đều lên. Chúng ta ướp khoảng tầm 10 phút nhé.
Duy cho chút dầu ăn vào. Cái dầu ăn nóng chúng ta cho hành vào. Sau đó Duy cho hến vào. Hến đây là xào qua thưa quý vị nhé, chúng ta không nên xào lâu. Rồi con hến nó hơi săn vào, chúng ta sẽ đổ ra bát. Duy cho chút dầu ăn vào, chờ dầu ăn nóng, sẽ phi hành khô lên. Công đoạn này chúng ta sẽ xào cà chua với xào dứa. Cà chua thì Duy cho xào trước một nửa quý vị nhé. Dứa mình cũng xào trước một nửa còn lại mình sẽ để sau. Duy sẽ đổ nước hến nhé. Nước hến chúng ta sẽ để cặn lại nhé. Đồng thời chúng ta sẽ cho nước me vào. Rồi chờ đun sôi lên. Duy sẽ đổ vào xoong. Khi mà nước hến sôi, chúng ta thấy những cái cặn bọt đây chúng ta sẽ hớt đi cho nó sạch và nó đẹp, trông nó ngon. Khi nước sôi chúng ta cho phần còn lại của cà chua với dứa vào. Bật bếp khi nào mà nước sôi lên lửa thì Duy sẽ cho con hến vào. Nước đã sôi, Duy cho hến vào. Bây giờ Duy sẽ nếm xem mặn nhạt thế nào. Duy sẽ cho một chút hạt nêm vào cho nó đậm đà nữa. Mình tắt bếp. Duy cho hành vào này. Thì là này, rau răm này. Thế là xong rồi quý vị, chúng ta đã có nồi canh hến nấu chua. Bây giờ rút ra bát rồi chúng ta sẽ ăn thôi. Nhìn thế này Duy chỉ trang canh hến và bát cơm là ăn mấy bát cơm là xong bữa. Đó, xong quý vị ạ. Chúng ta đồng thanh mời quý vị nhé. Xin chào nào. Nào bắt đầu, hai bạn. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và bạn dùng bữa cơm trưa với gia đình Duy. Hôm nay gia đình Duy có một cháu gọi là cháu Su, em của cháu Nhi. Con giới thiệu về em Su được không? Được. Con chào quý vị, đây là em Su của con đấy. Đây là chị của em Su ạ. Cảm ơn con. Quý vị, em Su là một trong những em mà hàng xóm nhà mình. Rồi, chúng ta ăn thôi. Nào, em Su, em Su, kẹp kẹ quá. Cho em Su rước đi mẹ. Đây, em Su đây. Đây, em Su ăn bánh nhá. Đây, em Su dùng đũa được không hay em Su dùng thìa? Em Su dùng thìa mẹ ơi. Đây, con đưa thìa cho em. Chị Như giới thiệu hôm nay có món gì để cho quý vị biết con. Dạ, hôm nay có món canh chua hến này. Có món nấm hải sản này. Xào thịt bò. Xào thịt bò. Đậu ủ rán, nước chấm đậu và dưa chuột. Chị ăn dưa chuột nhá. Duy sẽ thử vị ngọt ngọt dai dai của thịt hến này, hòa quyện cùng với cái vị thanh mát của các loại rau. Bố bố. Tạo nên cái hương vị vô cùng là ngon miệng nhá con nhá. Với cả vị dứa nữa bố. Đây, Nhi thử nếm thử xem. Con nếm thôi nhá. Cẩn thận không nóng con nhá. Ăn canh chua với đậu rán rất là ngon. Canh chua với đậu rán. Rất mùi thơm. Hấp dẫn. Cảm ơn con. Chu cho ăn canh không? Chu. 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 Cho anh một bát cơm anh sang với canh hến. Chu cho lên đi, chu cho. Chu có à? Chu ăn dạ. Thế để Su ăn hết nấm đi đã. Chú ăn hết nấm nhá. Chú bảo tạm vừa ạ, thì nhỏ đấy ạ. Nhi ăn nấm đi. Thịt bò này. Cấm Nhi nhau. Thực ra bố chỉ cần ăn mỗi bát canh với cơm là bố xong bữa nhựa. Tại sao ăn chị uống nước tiếp đấy. Không giống như chị Như đâu nào đấy. Con này uống nước tiếp à? Thế món canh hến chua của bố ngon không? Ngon. Ngon nhỉ? Nhi ăn thêm những con hến nữa nhá, nó sẽ dai, thơm.
thơm. Một miếng nước hến này. Ừ. Chị ạ, trong một cái chị ăn vụ nhá. Bố chăm sóc là em cứ gì đi. Ok. Đi chăm sóc em chu đáo nhỉ. Nha, đang nóng chu nhá. Đang nóng đấy. Kệ kệ em kệ. Con thử chưa? Nhìn như kiểu là cô giáo ấy nhỉ. Con lúc về chưa bỏ. Nóng ấy, em thấy nóng ấy. Lấy giấy đi để nguội nguội cho em đi. Giấy lau ở đây con. Nóng đấy, em thấy nóng. Nguội rồi, nguội rồi, chị đổi ế rồi. Đổi ế nóng rồi. Hơi nóng để cho em tự lau. Đây, lúc nào Su cần Su lau nhé. Chị ăn thử nào. Ơ, con mang cả lên đây mọi người đúng. Mát này gì nè. Em Su hơi chợt à? Đấy, rồi. Nhà bố lúc nào cũng thấy toàn thấy nữ này nhỉ? Không thấy nam đâu cả. Như lấy cho bố cái lọ ở dưới kia. Không để chị lấy cho các. Sang Nhi gần nhất. Gần nhưng mà nó vướng. Cái gì thế chị? Cuối phần này á đấy. Ờ. Rồi cảm ơn con. Lần sau bố cứ sai ai thì người ấy lấy thôi nhá. Nó thuận tiện. Chỗ trong đấy cho bố đi là được rồi ạ. Đấy, bây giờ con cứ ra ra và vào nó khó. Như đấy chị rộng chị đi dễ. Cảm ơn quý vị và bạn đã theo dõi. Chúc quý vị và bạn làm món ăn này thành công. Hẹn gặp lại quý vị trong những video lần tới. Nhớ nhấn like cũng như chia sẻ video để nhận những video mới nhất.